trên 30 tuổi cũng
quan của bản số 17. Rồi ta sẽ đi tiếp sang bản số 18. Để cho tôi nhảy đi chuyển hàng xin được.
样，我给大家科普一下这样的一个东西。啊，你想买几份饭是吧？你要买几份饭？你想？2份饭，懂了吧？不要买2份饭，懂了吧？
吧，明天上午，好吗？明天上午你跟代表团一起去吧。什么把地图你抓住还没有连？明天带啊，明天上午你跟代表团一起去吧。什么把地图你抓住还没有连？明天上午你跟代表团一起去吧。Thank you.
tăng tăng suất từ vực số 20 từ vực 20 thì bao nhiêu điểm tăng của cả cơ phan in ba chảy cơ phan in ba chảy cơ là bạn cứ thông tin một cái gì đi thì bao nhiêu chảy cơ phan in mà thì bao nhiêu Gracias.
làm được bạn bạn chỉ cần làm một cái chén thì bạn sẽ làm gì thì bao luôn bao luôn bao đi bao thì cứ sửa bạn bạn cứ sửa làm việc bạn sửa làm việc là bạn thì bạn sửa và các bạn là bạn sửa làm việc bạn sửa làm việc này là làm việc về nhờ là nhờ ai có thể làm việc trong cái trong văn phòng tiến tờ sổ sách làm việc về thủ tục hành chính đó là bản sự là những cái công việc mà liên quan đến tiến tờ sổ sách thủ tục hành chính thì nó là bản sự bản sự tức là làm visa này làm hộ chiếu này thì nó đều là bản sự này làm hồ sơ làm gì đó vân nói chung là nó tất cả những cái gì liên quan đến tiến tờ sổ sách chứng từ hay là dịch vụ vân vân thì là bản sự từ ban chùa là làm chùa là có thể là nói từ chùa làm bất kỳ thứ gì chùa làm chùa ban sư làm chùa sư được làm chùa sư làm được bạn cũng bao chùa sư làm được có thể là ban sư thì nghe nó rõ ràng hơn là cái tờ sổ sách cho mình là làm những việc hành chính cho mình ví dụ này sẽ em nói là bạn chúng tôi làm một việc nhé chúng tôi làm một việc nhé nhỉ bạn của là mình không có một cái gì ở trong 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 cái lĩnh vực gì đó ở trong cái cơ quan nào đó mình không có mối không có quan hệ ở trong nhà nước đấy thì phải là nhiều người ta làm thì bao gồm bao nhiêu sư lập thì khi đã bảo như vậy cho nên là rất nhiều là nhờ nhờ làm về trong cả cái chủ tịch hành chính thì họ là một cái bản sự làm nhiều hơn còn chỗ sư thì nghe nó chung chung vào chứ không phải là nhà học mà cái bản sự tức là ý là gì nhờ điều một quan hệ ngoài đó để được thăng cấp này để được xin việc này để được và làm một cái chức vụ gì đó đó là bản sự em vẫn chắc là không làm trong nhà nước thì là không biết được điều gì thế có biết là em biết là ok anh thấy là em không làm nhân dân sao sao giờ thế là ở Việt Nam thì cái này là hành chính rất là nhiều nhưng mà anh nói đi thì bao một bao nhiêu sự rồi là chúng tôi cần một nhánh ba một ba tờ sư đoàn ba một nghìn ba thì ba một ba sư đoàn đó là và chúng tôi là một nhánh ba em nghĩ là sư đoàn sư đoàn sư đoàn sư đoàn em vẫn nói là sư đoàn ba một cái sư đoàn em nói là sư đoàn sư là sư cơ sư đoàn cơ sư đoàn sư đoàn sư đoàn sư đoàn và dưới có từ ba một ba ba tờ em trong học cũng ba cũng ba mấy cái là gì không có tên em biết là các bạn có vấn đề gì không? À các bạn có vấn đề chưa? Muốn được vấn đề này nghỉ vấn gì? Nghỉ vấn luôn hiểu là nghỉ vấn hiểu xong đó vấn gì lắm cả các bạn có câu hỏi gì không? Hay là các bạn có vấn đề gì không? Nghỉ vấn hiểu xong đó vấn gì lắm vấn gì là câu hỏi vấn đề hoàn thì là câu hỏi vấn đề nghỉ vấn hiểu xong đó vấn gì lắm các bạn có câu hỏi gì không? Hay là có vấn đề gì không? Nghỉ vấn hiểu xong đó quân thì mất
纸。报纸。拿。拿。不用。不用。用。用。旅行。旅行。代表。代表。画。代表画。参观。参观。当。当。翻译。翻译。翻译。翻译。翻译。飞机。飞机。飞。飞。回来。火车。火车。回来。回来。回来。办。办。办。教教花花没问题，没问题，问题问题。那我们下次来，我们再开答案，大家再开答案。OK， 大家，漳州你要去哪？漳州都也要去哪？我去邮局寄包裹。我去邮局寄包裹。顺便你去书店，顺便去书店买一本书。顺便去书店买一本书。你去吗？你去吗？不去。不去。一会儿晚一点找我。一会儿晚一点来找我。我顺便你顺便替我买几张邮票，有一份新年报告。你顺便替我买几张邮票和一份新年报告。好的。好的。OK， 我给你拿钱。我给你拿钱。不用，先用我的钱来吧。不用，先用。玛丽，我明天去上海。玛丽，我明天去上海。你去上海旅行吗？你去上海旅行吗？不，明天一个外贸代表团去上海参观。不，明天一个外贸代表团。代表团。代表团。去上海。去上海参观参观。我去给他们当翻译。我去给他们当翻译。坐飞机去还是坐火车去？坐飞机去还是坐火车去？坐飞机去。坐飞机去。什么时候回来？什么时候回来呢？八号回来。八号回来。替我办一件事情吗？替我办一件事情吗？什么事？什么事？你说吧。你说吧。帮我浇一下花。帮我浇一下花。行，没问题。行，没问题。OK， 麻烦您留个照。今天你去银行做什么？今天去银行做什么？今天我去银行取钱。取钱。你顺便可以帮我。取钱吗？你顺便可以帮我取钱吗？我可以。可以的吗？你可以帮我取10,000美元吗？你可以帮我取10,000美元吗？多少？多少美元？10,000美元啊，你多呢？你可以帮我取美元是零。美元啊，要不要取美元？多少？美元，你可以帮我取10,000美元吗？那个是哎呀，做公民，不能说。对吗？我对了，我可以。可以的吧？你顺便替我去超市买东西好吗？你顺便去替我去超市买东西好吗？我可以替。替你去超市买东西。东西你要买什么？要买什么？我要买很多，要买香蕉。你可以帮我买吗？我左香蕉左。你要不要买香蕉？
还有别的吗？还有别的。嗯。还有别的吗？我还想买榴莲，你替我买好吗？好，我还想买榴莲，你替我买好吗？有啊，榴莲。上脸是吗？你常常上脸。
là thông tin tức là thông tin này là thông tin về những cái thông tin vấn đề về cái và tình hình vấn đề thì chúng ta sẽ xem xét khác gì mất chúng ta sẽ nói chúng ta sẽ gì xem cái sự là xem những cái biến động xung quanh chúng ta xem cái sự tin tức và sự lựa chọn vào tin tức thông tin tin tức xem xét em vẫn sao đấy xem tin của bạn bè.
你现在，你现在的工作忙吗？还没来广东？我你现在的工作忙吗？的工作忙。很忙很忙。很忙。工作。那今天上午你的考试怎么样？今天上午。你的考试怎么样？那你考试的第一呢？两个差了八分呢。那这个考试的第一，老板给你加的第一，今天上午。你的考试怎么样？那相当于你的弟弟们，你看，今天上午你的考试怎么样？怎么了？今天上午你的考试怎么样？怎么了？今天上午你的考试怎么样？是，来，好的。那相当于弟弟们，你看，今天上午你的考试怎么样？怎么了？今天上午你的考试怎么样？那上来给你一个问题呢？是考试。你的考试。今天上午你的考试怎么样？你觉得呢？是啊。考试了没？考试了，举例呢？考试。没有。还有一个。没有。对。今天上午。今天考试怎么样？考试很好。很好，很好。你得了几分？哎，你考，哎，你没得。几分了？分了，分了。分了，分了数。你得了几分？哎，你没得。
去年是什么？在产品上。去年。很晚。对。然后今年呢？到今年那么多年，走一万去年。那差不多嘛。啊，要把这个嘛，要把这个去年嘛，把它买。啊，上星期的很正，那个上星期的很正。是。有点。我给你买妹妹。这个星期，
còn ví dụ cho nó dễ dàng nhé, nó dễ hơn thứ này. Em có thể là sau khi ăn cơm xong bạn muốn muốn gì? Bắc Kinh, Trung Quốc em phải đi đi nhảy đi đường bộ, xong
thuế thu nhập là trả thu nhập, trả là thuế trả trả tương đương với gì trong đấy là station đấy, station station tầng đó, em đi kiểm tra và gì là thuế thu nhập. Chị Vân đi kiểm tra tại nào? Kiểm tra tại nào rồi? Khi mà em xong marketing em chỉ cần hỏi cái từ là từ đi kiểm tra là ok là em có thể đi đâu, em làm được, có thể về nhiều nhà rồi. Về cái tuyến tầng đầm ở Bắc Kinh nó có thể trải dài hầu là các cái điểm thông tin thì là em biết là phải tìm được cái tầng đầm là cái là để cho trải được đầm tin chặt. Em đi taxi ở Bắc Kinh khá lắm. À ở đây em có đi taxi không biết đã. Em đi taxi nó khá lắm và cũng hay đi xe buýt cũng được. Xe buýt thì nó là đông tận chỗ nó hay qua tre. Ta làm sao làm
去吃，我们晚上不吃。Thank you.
技术啊，比赛，技术比赛。路亚。哇，比赛。哦，后边的收换收。啊，技能队一队，啊，技能队跟机械一队。然后啊，技能队技术的话，比赛技术。有有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 
师来给我辅导，下午老师来给我辅导，那明白了吗？下午老师来给我辅导，明白了吗？好，现在我说吧，你呢？问了他。来，你第五个。啊，你的，那你的。写信给爸爸妈妈写
Liễn Phương. Hai con từ thủ Liễn Phương là Liễn Phương trên người. Liễn Phương ấy ạ. Liễn Phương trên người. Liễn Phương tháng sao ngủ. Sao ngủ. À sao ngủ. Tháng sao ngủ. Tháng sao ngủ. Từ thứ hai là gì ạ? Tháng sao ngủ gì? Ok. Sớt là gì? À, chưa yêu. Tháng sao ngủ. Đi xe đến đến thư sáng đúng không? Chỉ cho chuyện xuống điện
借书吗？可以啊。借书不三。他借书去图书图书馆。老东西是借他书。他借书。他借书在图书馆。那后代也特别不善的。他去图书馆。图书馆借书。借书啊，知道吧？他去图书馆借书了。啊，对了，后不能看到是吧？还有几号的？他是天，好，他是我的，你来吧，我看不看？天好了，他借书在图书馆，有吗？他借书在图书馆。那他借的天很大。我后来又弄。办公室找王老师，我
他就去书店买，他就这边这边，对不对？我说那几年多少呢？第三年的。三本，还记得了？三本对。三本。三本对，想去的。想去。北京。北，现三本想去北京。书店的，书店的，书店的。行。一些不知道这个吧？三本定了，想去。北京旅行是吧？三本啊，对的，就三，三本，就三的是吧？啊，旅行三啊，哎，来三，三本，哎，三，三，三本，三本想去北京旅行，那四百是吧？对对对，三本，想去北京旅行，三本想去北京旅行，两个吧，三本想去北京旅行，什么？上来想去北京，对，不说，那两个人呢？啊，不说上海人呢？马英九五零。要去银行的，要去银行的，换钱。换钱的是吧？马丽要去，马丽中午要去银行换钱。马丽中午要去银行换钱，什么话？马丽中午要去银行换钱。玛丽中午要去银行换钱，好吧？玛丽中午要去银行换钱。玛丽中午要去银行换钱。花家姐姐呢？啊，要还没到吗？花钱有多点？这哎，班长都多收百元，百元啊！要去办公室。要去办公室的。要去办公室找老师。张老师，我们这个话题我要去办公室找张老师。要去办公室找的找老师，明白？我要去办公室找张老师，明白吧？我要去办公室找老师，明白吧？我要去办公室找老师。哦。这不改变了。哎，别搞那个就找，就差不多。哎，有那搞那就找的，我帮你找的，找啊，就看着。啊，那哎，你哪个单的？单的解放的，对不对？解放的。解放那晚。上网的。收发的。收发。email 的，是吧 ？email， 解放上网，收发 email 来，帮你啊，工作人员帮你，对不对？那这个。填发的填。点发，点发上网，收发的 email， 明白吧？点发上网，收发 email， 留作点发的正面要留要留的，点发上网，收发 email， 明白？点发上网，收发 email， 明白吧？点发上网，收发 email， 哎，把这放下。老弟，哎，把两个记的。要去邮局寄包裹，好吧？
ngày 30 mới được không?